Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Bạn hỏi thầy thuốc trả lời. Thưa quý vị, tình trạng tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày nhiều hơn 8 lần rất hay gặp ở cả nam giới và phụ nữ sau tuổi 40. Tình trạng này gây ra rất nhiều phiền toái đến đời sống và sức khỏe của người bệnh. Hàng trăm khán giả đã chia sẻ với chương trình về nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân nào dẫn đến các rối loạn tiểu tiện nêu trên và nên điều trị ra sao cho hiệu quả. Bởi không đơn giản chỉ gây ra sự khó chịu, tình trạng tiểu đêm tiểu nhiều lần kéo dài còn tác động xấu đến sức khỏe. Một khảo sát thực hiện tại Mỹ cho thấy tiểu đêm tiểu nhiều lần làm tăng nguy cơ té ngã và gãy xương lên tới 3 lần. Thậm chí là có những người bị đột quỵ do thức dậy trong đêm quá nhiều lần, gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Và nhằm giúp cho quý vị có được sự lời giải chính xác nhất cho tình trạng tiểu đêm tiểu nhiều lần mà mình đang gặp phải, đặc biệt là tìm ra một giải pháp kiểm soát hiệu quả các rối loạn tiểu tiện này, ngăn chặn kịp thời các biến chứng nguy hiểm nêu trên, ngày hôm nay chúng tôi cũng đã mời đến trường quay một vị khách mời đặc biệt, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp, để có thể giúp cho quý vị và các bạn trả lời những câu hỏi này. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Xin cảm ơn MC. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ trong thời gian 60 phút phát sóng của chương trình ngày hôm nay, quý vị đừng quên gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại hotline 1800 6642. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 6642 để được kết nối trực tiếp với tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung. Bác sĩ cũng sẽ giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc về tình trạng tiểu đêm tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay còn có sự tham gia của nhãn hàng X Niệu Khang, một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phobic. Thưa quý vị, X Niệu Khang là một sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát trong hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam và nữ. X Niệu Khang đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả được đăng tải trên tạp chí Y học Việt Nam cho thấy trên 96% người dùng giảm rõ rệt tiểu đêm tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu gấp, trong đó số lần tiểu đêm sẽ giảm từ hơn 4 lần xuống chỉ còn từ 0 đến 1 lần. Đặc biệt trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay, X Niệu Khang cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 5 tặng 3 dành cho 100 khách hàng đầu tiên nhanh tay gọi về số điện thoại miễn cước 1800 6642 để đặt mua sản phẩm X Niệu Khang. Theo đó, khi đặt mua 5 lọ X Niệu Khang loại 80 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp X Niệu Khang loại 20 viên. Quý vị hãy nhanh tay gọi về số điện thoại miễn cước 1800 6642 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, có rất nhiều quý vị khán giả cũng đã thắc mắc rằng là đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát hay là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam giới và phụ nữ, và liệu có phải là do thận yếu hay là những cái biểu hiện của tuổi già mà ai cũng bị không? Bởi vì là có những cái trường hợp đã đi khám rồi, thực hiện rất là nhiều những cái xét nghiệm trục chiếu siêu âm nhưng mà kết quả thì không có vấn đề gì ạ. Cái việc mình đi tiểu nhiều lần nó là một trong những biểu hiện bất thường của các bệnh lý về tiết niệu nói chung. Thế tuy nhiên là cái nguyên nhân của nó thì có rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như là cái việc đi tiểu nhiều ấy, thì nó thường gặp cả đàn ông, cả đàn bà. Phì đại tuyến tiền liệt cũng gây tiểu nhiều. Thế nhưng ta lưu ý rằng trong cái phì đại tuyến tiền liệt ấy, thì nó có hai biểu hiện chắc chắn sẽ gặp sau đây. Một là tiểu khó, hai là chỉ gặp ở đàn ông và thường hay gặp trên lứa tuổi 50. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ nói trọng tâm vào một vấn đề về cái đi tiểu nhiều lần khác. Người ta gọi là cái việc đi tiểu nhiều của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Thì OAB là viết tắt của cái từ tiếng Anh, đó là Overactivity of Bladder, có nghĩa là bàng quang tăng hoạt. Thì trong cái bàng quang tăng hoạt này thì là do cái bàng quang nó co bóp quá mức và nó gây ra cái biểu hiện là phải đi tiểu nhiều lần. Vì sao như vậy? Bởi vì như này, ở người bình thường ấy, thì chỉ khi mà nước tiểu trong bàng quang đã đầy, có nghĩa là sau 3 tiếng trở lên, hoặc là trong bàng quang có từ 300-500ml thì nó mới tạo thành một phản xạ làm cho người ta buồn đi tiểu. Thì tuy nhiên trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì khi mà cái lượng nước tiểu trong bàng quang chưa nhiều và thậm chí là chưa có thì nó đã tạo thành cái phản xạ và nó co bóp bàng quang làm cho người bệnh cảm giác rằng cần đi tiểu và như vậy người ta đi tiểu. Trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì như là MC vừa nói thì nó có cái triệu chứng cụ thể, đó là người bệnh biểu hiện ra việc đi tiểu nhiều. Tuy nhiên, hầu như tất cả các xét nghiệm
bao gồm xét nghiệm máu, bao gồm xét nghiệm nước tiểu, bao gồm những cái chẩn đoán hình ảnh của cái hệ tiết niệu thì đều bình thường. Duy chỉ trừ có nếu như mà ta làm được một cái niệu động học thì khi đó mới khẳng định được cái hội chứng bằng quang tăng hoạt. Tuy nhiên tôi xin nói thêm một điều nữa là cho đến ngày nay ở Việt Nam ấy, thì chỉ có 3 bệnh viện có khả năng làm được niệu động học, đó là Bệnh viện Bạch Mai, đó là Bệnh viện Trung ương Huế, đó là Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là mọi người thường gặp trong tình trạng như này là rõ ràng là người bệnh ấy thì thấy rất rõ là mình bị đi tiểu nhiều, rất nhiều lần và bất thường. Thế nhưng mà đến khám các xét nghiệm mà làm ấy, làm các xét nghiệm thì đều bình thường. Hội chứng bằng quang tăng hoạt HB thì có 4 triệu chứng chính mà đã được Hội Tiết Niệu Thế Giới quy định. Đó bao gồm 1 là tiểu nhiều về ban ngày trên 8 lần với thời gian kéo dài. 2 là tiểu nhiều về ban đêm trên 1 lần với thời gian kéo dài. Cái thứ 3 là một cái triệu chứng vô cùng quan trọng, đó là tiểu gấp, là một cái triệu chứng mà nó thể hiện lên cái bản chất của vấn đề. Nó ở chỗ là như thế này. Trên thực tế thì chúng tôi thường gặp những cái tình trạng như sau, là tiểu gấp thì nó hay xảy ra trong những hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như là ta rửa tay dưới vòi nước thì lập tức ta cảm giác buồn đi tiểu. Hoặc là trên đường về nhà thì không có biểu hiện gì, nhưng mà về đến cửa lấy chìa khóa ra để mở cửa thì lập tức quặn lên buồn tiểu. Cái dấu hiệu thứ 4 cuối cùng ấy, đó là gì? Đó là nước tiểu có thể là sẽ xót ra quần. Dạ vâng, như vậy thì có thể thấy rằng cái nguyên nhân chính dẫn đến cái rối loạn tiểu tiện ở đây liên quan đến tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu xón hay là tiểu không kiểm soát, đó là do cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB gây ra, đúng không ạ? Do cái bàng quang nó bị co óp quá mức. Dạ vâng. Dạ. Vậy thì chúng ta nên điều trị cái bệnh lý này như thế nào thì rất mong bác sĩ có thể lý giải rõ hơn ạ. Một câu hỏi rất hay. Vấn đề điều trị nó dựa vào cái việc mà làm sao phải làm giảm được cái co thắt của bàng quang một cách quá mức. Dạ. Đó là điều quan trọng. Tôi xin nói thêm này này, cho đến bây giờ thì không ít những trường hợp, kể cả người bệnh và kể cả một số thầy thuốc nghĩ rằng cái việc đi tiểu nhiều đó là do yếu tố bệnh lý của trên thận. Nhưng mà cái đó là sai hoàn toàn. Ở đây tôi xin nhắc lại là cái điều trị trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt là phải làm sao để giảm cái co thắt quá mức của bàng quang. Và để giảm co thắt quá mức của bàng quang ấy thì nó có một số những cái phương pháp như sau. Một là phương pháp thông dụng nhất, đó là gì? Đó là không dùng thuốc. Trong cái phương pháp không dùng thuốc ấy thì nó có hai cái ý chính. Một là trong cái ăn uống ấy, thì ta tránh những cái thức ăn nó gây kích thích bàng quang. Và cụ thể là rượu, bia, cà phê, trà, thuốc lá, vân vân. Đó là những cái mà chất mà nó gây kích thích bàng quang rất nhiều. Thì đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ta nên có những cái luyện tập cụ thể. Luyện tập cụ thể thì dựa vào hai điều. Điều thứ nhất ấy, là về cơ chế của bệnh. Là ở một người bình thường thì bàng quang chỉ co bóp khi nước tiểu đã đầy và khi thực sự là cần đi tiểu. Thế cho nên là trong cái luyện tập ấy, thì nên luyện tập làm sao giãn khoảng cách của những lần đi tiểu do cảm giác buồn đi tiểu kéo dài khoảng độ trên 3 tiếng. Đó là điều quan trọng nhất. Điều thứ hai nữa là ta có thể là tập một số những cái động tác để tác dụng vào cái cơ thắt của niệu đạo, nó gọi là phương pháp Kegel. Thì đó là hai cái điểm chính trong cái việc mà điều trị không dùng thuốc thì như vậy. Thì còn vấn đề điều trị bằng dùng thuốc nhưng mà dùng thuốc Tây thì như thế nào? Dạ. Dùng thuốc Tây thì về nguyên tắc nó là như thế này. Một là dùng thuốc Tây thì rất hiệu quả. Hai là dùng thuốc Tây thì người ta dựa trên một cái nguyên tắc là kháng thụ thể muscarinic thì nó làm giảm co bóp cổ bằng quang thì nó sẽ hết cái việc đi tiểu nhiều. Tuy nhiên là thuốc Tây, nếu người ta dùng thuốc Tây thì luôn luôn có cái tác dụng phụ của thuốc Tây, mà một trong những tác dụng phụ của thuốc Tây rất hay gặp đó là khô miệng, là táo bón, là tăng huyết áp. Chúng tôi, kinh nghiệm của chúng tôi thì như này, khi mà chúng tôi điều trị sử dụng
thuốc Tây để điều trị cái hội chứng bằng quang thông hoạt ấy, thì trong một tháng đầu bệnh nhân rất hài lòng. Bởi sao? Bởi vì tác dụng rất tốt. Nhưng mà sang tháng thứ hai thì người ta bắt đầu phàn nàn, đó là luôn luôn khô miệng và thường là bị táo bón. Thì cái đó là một cái ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống. Một cái điều nữa là người ta có thể điều trị hội chứng bằng quang thông hoạt bằng phẫu thuật. Thế nhưng mà tôi xin nói rằng thế này, chỉ định ngoại khoa trong điều trị cái hội chứng bằng quang tăng hoạt OB là rất hiếm gặp. Như vậy thì cuối cùng cái gì là điều trị là hợp lý nhất? Thì chúng tôi thấy rằng là cái điều trị sử dụng thảo dược, đó là một trong những cái chỉ định mà một trong những cái phương pháp điều trị rất hiệu quả. Hiệu quả bởi làm sao? Bởi thì thứ nhất là nó có tác dụng tốt. Cái thứ hai là nó không có cái chống chỉ định nào hết cả. Và nó có được phép sử dụng phối hợp với các loại thuốc đang điều trị các bệnh lý nền khác. Mà trong cái sử dụng thảo dược ấy, thì cái tốt nhất đó là chúng ta sử dụng một cái nhóm mà đã được các nhà khoa học đem về từ Thụy Sĩ, nó gọi là cái nhóm Goulet. Trong Goulet thì nó có hai thành phần chính. Một là hạt bí đỏ, nhưng là hạt bí đỏ Pepo của vùng Địa Trung Hải. Và cái hạt bí đỏ này được chiết xuất bằng một phương pháp đặc biệt, đó là phương pháp Hyperpure, có nghĩa là siêu tinh khiết. Nhờ cái phương pháp này thì người ta chiết xuất được cái hàm lượng phenolic rất quan trọng. Và với hàm lượng phenolic ấy, thì nó có hai tác dụng chính. Một, giảm co thắt của bàng quang. Hai là ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang. Nhờ vậy mà cái việc đi tiểu nhiều lần nó sẽ giảm đi. Điều thứ hai là trong cái nhóm Golet thì nó có cái mầm đậu nành. Trong mầm đậu nành người ta chiết xuất ra một cái chất nó gọi là isoflavon. Tôi xin nhắc lại là isoflavon có tác dụng tương tự như estrogen, có nghĩa là tương tự như cái nội tiết tố sinh dục nữ ấy. Nó có cái tác dụng cơ bản là tăng sức dẻo dai của cơ sản chậu. Nhờ vậy mà nó nâng đỡ bàng quang được tốt. Chính nhờ hạt bí đỏ Pepo cộng với mầm đậu nành này thì cái tác dụng điều trị của hội chứng bàng quang tăng hoạt rất hiệu quả. Thêm nữa thì các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm hai cái thành phần rất quan trọng là đỗ trọng và L-carnitine. Chính nhờ vậy mà cái hiệu quả của cái nhóm thuốc này ở Việt Nam tăng lên rất cao. Tôi xin nói thêm là như thế này, là ở Hàn Quốc ấy, thì người ta có một nghiên cứu trên 120 người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OB và người ta sử dụng Goulet thì hiệu quả của nó lên đến 96% có tác dụng tốt. Còn ở Việt Nam cũng tương tự như vậy, Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội năm 2021 thì đã làm một cái nghiên cứu về cái tác dụng của cái nhóm thảo dược bao gồm là Goulet cộng với đỗ trọng và L-carnitine để điều trị những người bị đi tiểu nhiều lần do hội chứng bằng quang thông hoạt, thì cũng đưa ra một cái kết quả tương tự, đó là 96% có tác dụng tốt. Tôi xin nhắc lại là cái công trình nghiên cứu này của Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội thì đã được đăng trên tạp chí Học Việt Nam và cũng đã tham dự vào hội nghị tiết niệu Thận học Việt Nam năm 2021. Và như vậy rằng là ở Việt Nam cái hiệu quả của cái nhóm Goulet này cũng tương tự như hiệu quả của nó ở Thụy Sĩ, ở Hàn Quốc, ở các nước trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung thì chúng ta cũng đã xác định được thủ phạm đứng đằng sau tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu gấp ở cả nam nữ sau độ tuổi 40, đó chính là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Và đặc biệt là bệnh lý này thì có thể đe dọa gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe như là nguy cơ té ngã, đột quỵ, chứ không đơn giản chỉ là do tuổi tác, ai già rồi cũng gặp đâu ạ. Chính vì vậy mà ngay bây giờ quý vị đừng quên gọi về tổng đài của chúng tôi 1-800-6642 để có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay và để được giải đáp, tìm ra những phương pháp an toàn hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị đối với những chứng rối loạn tiểu tiện như là tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không kiểm soát hay là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB quý vị nhé. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệm Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són,
tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB. Rất là nhanh chóng thôi thì chúng tôi cũng đã nhận được những câu hỏi đầu tiên đến từ phía quý vị khán giả rồi. Bộ phận kết nối có thể giúp Phương Quỳnh kết nối với một vị khán giả đang chờ đợi sẵn ở đầu dây bên kia. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào ạ. Vâng ạ, tôi là tên Ba, 56 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Dạ. Thưa bác sĩ, cho tôi biết tiểu đêm 4-5 lần, có những lúc tôi chạy đi tiểu mà không kịp xuống cả ra quần. Dạ. Mà đêm thường tỉnh dậy như vậy làm tôi không tài nào chợp mắt ạ. Thế là sáng dậy người cứ ể oải, đờ đẫn ra không ngủ được. Nên vâng, thành ra khó chịu lắm hay cau gắt ạ. Không biết thế là bị sao mà lại đi tiểu nhiều thế, mong bác sĩ tư vấn cho tôi với ạ. Xin cảm ơn bác sĩ về chương trình. Dạ, xin cảm ơn những cái thông tin mà chị đưa ra. Chị bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vì sao như vậy? Bởi vì thế như thế này, cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì nó điển hình như trường hợp của chị, có nghĩa là gồm tiểu nhiều lần là chính và không có tiểu buốt, không có tiểu khó, và đặc biệt ở lứa tuổi của chị thì khả năng bị cái đó là rất cao. Cái điều trị của chị thì tôi khuyên chị rằng là điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì người ta điều trị nội khoa là chính. Trong điều trị nội khoa thì có hai nhóm, một là dùng thuốc tây, hai là dùng các thảo dược. Thì tôi khuyên chị nên sử dụng thảo dược bởi nó lành tính và hiệu quả nó cao. Hiện tại ở nước ta bây giờ thì có một cái nhóm thảo dược mà rất hiệu quả trong điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đó là trong đó có bao gồm là cái Golex, người ta du nhập từ Thụy Sĩ đưa vào, và ngoài ra các nhà khoa học Việt Nam còn bổ sung thêm là Đỗ Trọng và L-carnitine. Với cái nhóm Golex thì nó có 3 tác dụng chính như sau. Một là nó giảm co thắt và nó tăng tính đàn hồi của bàng quang. Cái điều thứ hai là nó ổn định được hệ thần kinh cơ của bàng quang. Thứ ba nữa là tăng sức nâng đỡ của cơ tầng sinh môn để nâng đỡ bàng quang. Cho nên rằng là với của chị thì nên sử dụng cái sản phẩm thảo dược mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay. Tôi xin nói thêm một cái điều nữa là thế này. Trên thế giới người ta đã có một nghiên cứu, và nghiên cứu này làm được trên 600.000 người bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt và đã dùng cái nhóm Golex này, thì người ta thấy kết quả như sau, là sau 3 đến 4 tuần thì cái tình trạng đi tiểu nhiều lần đã giảm. Cụ thể là thế này, cụ thể là tình trạng đi tiểu nhiều lần về ban ngày giảm xuống dưới 8 lần, có nghĩa là giảm xuống ở mức bình thường. Còn tình trạng đi tiểu về ban đêm thì giảm xuống chỉ còn từ 0 đến 1 lần, cũng ở mức bình thường. Và sau từ 3 đến 4 tháng sau khi đã sử dụng cái nhóm Golex này thì bệnh nhân khỏi hoàn toàn về cái tình trạng đi tiểu nhiều lần này trong 96% các trường hợp. Cho nên là tôi khuyên chị là nên sử dụng cái nhóm sản phẩm thảo dược mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay. Hy vọng là qua những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì cô Ba cũng đã hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình, và hơn nữa là mình có thể yên tâm sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Miệu Khang. Và đối với trường hợp của cô thì bác sĩ Trung cũng đã vừa mới đưa ra tư vấn mình có thể sử dụng cái sản phẩm này với những cái thành phần đến từ tự nhiên, nó cũng sẽ hỗ trợ giúp cải thiện những cái chứng rối loạn tiểu tiện mà cô đang gặp phải. Với sản phẩm Ích Miệu Khang là một sản phẩm có chứa nguyên liệu Golex để có thể cải thiện tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón. Thông tin thêm đến quý vị khán giả thì Ích Miệu Khang đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả trên 96% người dùng và được các bác sĩ chuyên gia tiết niệu hàng đầu của Việt Nam đánh giá và phản hồi vô cùng tích cực tại hội nghị tiết niệu thận học lần thứ 15. Ích Miệu Khang cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Vì vậy mà đối với những ai gặp phải tình trạng bàng quang tăng hoạt OAB hay là những cái chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần, chúng ta có thể an tâm lựa chọn những cái sản phẩm uy tín, an toàn, hiệu quả cao như vậy. Ngay trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể liên hệ về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6642. Xin được nhắc lại số máy 1800 6642 để được nhận ưu đãi mua 5 tặng 3 đến từ nhãn hàng. Quý vị đừng quên nhé, gọi về 1800 6642 để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Miệu Khang cũng như là tham gia vào chương trình khuyến mại ngay hôm nay.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối tiếp theo, cũng là thông qua tổng đài của chương trình 1800-6642. Chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được những câu hỏi đến từ phía quý vị khán giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khán giả nữa cũng đang chờ đợi sẵn ở đầu dây bên kia. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Thưa chương trình, là thưa bác sĩ. Dạ. Tôi tên là Bắc ạ. Tôi 60 tuổi, hiện đang ở Hà Nội ạ. Tôi thì đi tiểu đêm rất là nhiều. Dạ. Có ban đêm thì có đi tới 5-6 lần, ban ngày thì có khi tới hàng chục lần ạ. Vâng. Đi tiểu thì không buốt, cũng không khó. Dạ. Tôi có, nhưng mà cũng rất là phiền vì đi nhiều đấy. Dạ. Tôi có đi tìm hiểu trên báo đài, cũng có một số sản phẩm chứa cái hạt bí đỏ để trị tiểu đêm. Vâng. Tiểu nhiều lần, nhưng mà cũng băn khoăn là không biết là nên chọn cái loại nào cho nó hiệu quả đúng với cái bệnh của mình. Dạ. Vậy thì cái sản phẩm mà ít điều khang mà tôi vẫn nghe chương trình nói này, nó như thế nào, có thể là có sự khác biệt gì không, mà nó có thể phù hợp với sức khỏe của tôi, thì xin bác sĩ tư vấn cho tôi ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, dạ. Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của bác. Thứ nhất là chẩn đoán của bác là bệnh gì? Thì nó như thế này, cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB nó gặp cả nam, cả nữ, đặc biệt trên tuổi 50. Thì tuy nhiên, chủ yếu là gặp ở nữ. Còn ở nam ấy, thì người ta cũng có cái biểu hiện đi tiểu nhiều lần. Thế nhưng mình phải loại trừ ngay rằng người đó liệu có bị phì đại tuyến tiền liệt hay không. Của bác thì bác chưa đi khám, chưa có cái siêu âm về tuyến tiền liệt, cho nên là chưa khẳng định được chuyện đó. Tuy nhiên, của bác có những cái triệu chứng mà tôi hướng đến cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Bác chỉ đi tiểu nhiều lần nhưng không có tiểu khó, không có tiểu buốt, thì đó là một trong những triệu chứng quan trọng của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại, bác cần phải được đi khám về tiết niệu để người ta làm siêu âm loại trừ cái tình trạng phì đại tuyến tiền liệt của bác. Thứ hai nữa là về điều trị. Thì điều trị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB thì nó phải dựa trên một cái cơ sở nhất định. Hội chứng bàng quang tăng hoạt OB nó do cái gì? Là nó do cái bàng quang nó co bóp quá mức, nó làm cho người ta tưởng rằng người ta cần đi tiểu. Và cái điều trị của nó là phải giảm cái sự co bóp quá mức đó đi. Thế thì giảm cái sự co bóp quá mức đó đi thì bằng những thảo dược thì người ta có sử dụng là hạt bí đỏ Peppo. Tôi xin nhắc lại, đó là hạt bí đỏ Peppo ở vùng địa Trung Hải, chứ không phải là hạt bí đỏ thường gặp ở Việt Nam đâu ạ. Vì sao như vậy? Bởi vì với cái hạt bí đỏ Peppo ở vùng địa Trung Hải thì nó có cái hàm lượng một cái chất đặc biệt, nó gọi là phenolic đặc biệt. Và cái chất đặc biệt này nó có một cái tác dụng là làm giảm cái co thắt bàng quang, và nó có tác dụng là ổn định hệ thần kinh cơ bàng quang. Nhờ vậy nó mới giảm được cái triệu chứng đó. Dạ. Thêm nữa, có một điều nữa là cái hạt bí đỏ Peppo thì người ta phải tinh chế bằng một phương pháp đặc biệt, nó gọi là công nghệ Hyper Pure, có nghĩa là công nghệ siêu tinh khiết. Chính nhờ vậy người ta mới thu được một cái hàm lượng phenolic có cái hàm lượng cao, và chính như vậy nó mới có tác dụng. Chứ còn cái hạt bí đỏ Việt Nam thì không có tác dụng như vậy. Cho nên là đó là cái điều rất quan trọng, là tôi khuyên bác là nên sử dụng cái nhóm sản phẩm thảo dược mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay, có tên là ích niệu khang, thì cái hiệu quả nó mới cao. Điều thứ hai là tôi cũng muốn nói với bác như thế này, là cái sản phẩm này đã được chứng minh ở Hàn Quốc, ở Việt Nam, 96% có tác dụng rất tốt. Năm 2021 ý, thì Bệnh viện Đa khoa Học Cổ truyền Hà Nội, người ta đã chứng minh cái sản phẩm ích niệu khang bao gồm là có cái Goles cộng với đỗ trọng và L-carnitine thì cũng có hiệu quả tương tự. Cho nên tôi khuyên bác, nhà bác nên sử dụng cái sản phẩm mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay. Và tôi chắc chắn rằng là qua cái thời gian từ 3-6 tháng thì bác sẽ vui lòng với cái cải thiện của sản phẩm ích niệu khang này đem lại cho bác ạ. Dạ vâng ạ.
Như vậy là vừa rồi thì chủ cũng đã lắng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ rồi, và mình hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm Ích Niệu Khang. Như chú cũng đang quan tâm đến cái hạt bí đỏ thì bác sĩ cũng đã phân tích rất là rõ ràng cái sự khác biệt giữa hạt bí đỏ của chúng ta với cả cái hạt bí đỏ đặc biệt Pepo. Vì chỉ có với hạt bí đỏ đặc biệt Pepo thì nó mới có cái hàm lượng phenolic cao, là cái hàm lượng tốt cho cái tình trạng rối loạn tiểu tiện, thì mình nên sử dụng những cái sản phẩm mà có hạt bí đỏ đặc biệt Pepo kết hợp với mầm đậu nành tạo nên cái nguyên liệu Golex. Thì đó là những cái thành phần để hỗ trợ giảm cái tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát hay là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB mà bác cũng đang gặp phải. Thế thì bác có thể gọi về tổng đài 1-800-6723 để tìm hiểu kỹ hơn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang, sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Golex kết hợp với cao độ trọng và L-carnitine cũng sẽ giúp cho bác có được một cái sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là cái tình trạng rối loạn tiểu tiện mà bác đang gặp phải. Sau một cái quá trình mình sử dụng ít nhất từ 3 đến 6 tháng nó cũng sẽ được thuyên giảm đáng kể. Bác đừng quên gọi về tổng đài 1-800-6642 để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như là tham gia vào chương trình khuyến mại mua 5 tặng 3 ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để có thể giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về cơ chế tác động của sản phẩm Ích Niệu Khang đến bàng quang, để giúp cho chúng ta có thể làm giảm được những cái triệu chứng liên quan đến rối loạn tiểu tiện như là tiểu đêm, tiểu ngày, rồi tiểu són, tiểu không kiểm soát hay là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một đoạn phim khoa học mà chúng tôi đã chuẩn bị. Bàng quang tăng hoạt OAB là nguyên nhân phổ biến nhất gây rối loạn tiểu tiện ở cả nam và nữ. Ở người bị bàng quang tăng hoạt OAB, cơ bàng quang bị suy yếu, gửi tín hiệu sai lệch lên não bộ, tạo ra những nhiễu loạn xung động thần kinh, khiến chức năng bàng quang bị rối loạn. Bàng quang co bóp đột ngột và liên tục để tống nước tiểu ra ngoài, ngay cả khi bàng quang chưa được đổ đầy nước tiểu. Biểu hiện thành các triệu chứng, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són, tiểu không kiểm soát. Hiện nay, xu hướng sử dụng thảo dược điều trị bệnh ngày càng được quan tâm, trong đó được đánh giá cao nhất là hạt bí đỏ và mầm đậu nành. Từ lâu, người dân các nước châu Âu đã sử dụng hạt bí đỏ như phương thuốc tự nhiên giúp giảm rối loạn tiểu tiện và cải thiện chức năng bàng quang. Việc sử dụng hạt bí đỏ để điều trị các rối loạn tiểu tiện được đề cập lần đầu tiên vào năm 1578 trong cuốn Bách khoa toàn thư về thảo dược của châu Âu. Y học hiện đại đã chứng minh được tác dụng này là do nhóm hợp chất phenolic có trong hạt bí đỏ, đặc biệt có nhiều nhất trong giống bí đỏ Pepo trồng ở vùng Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, isoflavone trong mầm đậu nành được chứng minh có tác dụng tương tự hormone estrogen. Việc bổ sung chất này là rất cần thiết, giúp tăng cường sự dẻo dai của nhóm cơ sản chậu nâng đỡ bàng quang, tăng cường trương lực cho nhóm cơ niệu đạo, giúp niệu đạo thít chặt, từ đó tăng khả năng chứa đựng nước tiểu của bàng quang. Chính nhờ các tác động tuyệt vời lên bàng quang, các nhà khoa học của hãng Frutarom Thụy Sĩ đã nghiên cứu kết hợp chiết xuất bí đỏ từ hạt giống bí đỏ đặc biệt Pepo với chiết xuất mầm đậu nành tạo thành nguyên liệu thảo dược Golex. Golex có hiệu quả vượt trội giúp phục hồi khả năng bàng quang theo 3 cơ chế. Kích thích cơ thể tăng cường sản xuất nitric oxit, NO, làm giãn cơ bàng quang giúp giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của bàng quang. Kích thích sản xuất androgens, một loại hormone giúp tăng cường chức năng và duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện. Hạn chế chuyển đổi testosterone thành estradiol, nhờ đó giúp duy trì mức testosterone khỏe mạnh, giúp tăng cường sự dẻo dai của nhóm cơ sản chậu nâng đỡ bàng quang. Hiện nay, các nhà khoa học Việt Nam đã nhận chuyển giao Golex từ Thụy Sĩ, kết hợp thêm với thảo dược quý cao đỗ trọng, bổ thận và hệ tiết niệu, và hoạt chất L-carnitine chống lão hóa, tăng năng lượng cho tế bào, tạo thành sản phẩm Ích Niệu Khang giúp phục hồi toàn diện chức năng bàng quang. Đặc biệt, sản phẩm của các nhà khoa học Việt Nam đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả nghiên cứu lâm sàng đăng trên tạp chí Y học Việt Nam kết luận, sản phẩm hiệu quả trên 96% người dùng, giúp giảm rõ rệt các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu gấp ở cả nam và nữ mắc bàng quang tăng hoạt OAB. Để việc điều trị rối loạn tiểu tiện bằng thảo dược đạt kết quả tốt, người bệnh cần lưu ý lựa chọn sản phẩm đã được chứng nhận lâm sàng, được Bộ Y tế cấp phép. Sản phẩm chứa bộ 3 nguyên liệu Golex, cao độ trọng, L-carnitine là một gợi ý để người bệnh có thể tham khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo trong chương trình. Rất là nhanh chóng, tổng đài 1-800-6642 của chúng tôi cũng đã nhận được thêm những yêu cầu kết nối đến từ phía quý vị khán giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khán giả nữa đang chờ đợi ở đầu dây bên kia. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
Vâng, chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào. Tôi bị đi tiểu nhiều, đúng như chương trình đang nói đấy. Đêm thì đi 3-4 lần, ngày đi chục lần. Vâng. Tôi có đi khám, người ta bảo sức khỏe bình thường, tiền tiền liệt không to. Vâng. Tôi nó quá không biết mình bị làm sao. Dạ. Để gọi ngay nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi. Ở đây thì tôi xin nói là như thế này. Cái khả năng của bác bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB là rất cao. Vì sao tôi nói như vậy? Là bởi vì có bác có đầy đủ những cái triệu chứng của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Có nghĩa là gì? Bác chỉ bị đi tiểu nhiều lần, nhưng mà đi tiểu không khó và đi tiểu không có tiểu buốt. Với những người mà có đi tiểu nhiều lần ở đàn ông trên 50 tuổi thì chúng tôi thường gặp nhất là hai nhóm chính. Nhóm cơ bản nhất đó là phì đại tuyến tiền liệt. Ngoài ra nó còn một cái nhóm nữa, nó là hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Tôi xin nói rất rõ là này, trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB ở cái lầm tuổi này ở đàn ông ấy thì nó chỉ gặp 10 cho đến 15%, có nghĩa là cái tỷ lệ của nó không nhiều đâu. Thế nhưng mà của bác ấy thì rất điển hình, bởi có một cái thông tin mà bác đưa ra đó là siêu âm tuyến tiền liệt của bác hoàn toàn bình thường. Thì của bác ấy, tôi nghĩ rằng bác bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vì điều trị thì tôi khuyên bác là nên sử dụng cái sản phẩm Goulet mà chúng tôi đã nói ngày hôm nay, và cụ thể là bác nên sử dụng cái sản phẩm X Niệu Khang. Vì sao như vậy? Sản phẩm X Niệu Khang ấy thì nó được có hai phần chính. Một là có thành phần Goulet được đem về từ Thụy Sĩ, và cái thứ hai nữa nó có thành phần của Đỗ Trọng và L-carnitine. Thì với cái thành phần của cái X Niệu Khang ấy, thì nó có ba tác dụng cơ bản nhất trong cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Đó là: một là giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của bàng quang; hai là ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang; và cái thứ ba là tăng sức nâng đỡ của bàng quang. Chính nhờ vậy, với việc sử dụng này thì bác sẽ hết những cái triệu chứng đi tiểu bất thường như vậy. Tôi xin nhắc thêm bác là cái liệu trình sử dụng là rất quan trọng. Bác nên sử dụng hai giai đoạn như sau. Giai đoạn 1 là kéo dài trong khoảng độ 10 ngày thì bác dùng 3 viên buổi sáng, 3 viên buổi tối. Còn lại từ ngày thứ 11 trở đi thì bác chỉ cần dùng 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối. Nhưng một cái điều quan trọng là bác phải dùng kéo dài liên tục trong khoảng thời gian từ 3 cho đến 6 tháng. Tôi tin chắc rằng bác sử dụng cái sản phẩm này thì bác sẽ rất hài lòng với cái hiệu quả của cái sản phẩm X Niệu Khang đem lại cho bác. Dạ vâng ạ, như vậy là bác cũng đã lắng nghe rõ những cái chia sẻ của bác sĩ rồi, và mình có thể áp dụng trong cái phương pháp hỗ trợ điều trị ở nhà của mình. Và như bác sĩ cũng vừa mới nói, rất là may thì mình không có cái u sơ phì đại tỷ lệ tuyến, đúng không ạ? Mình chỉ có những cái rối loạn tiểu tiện và nó cũng nghiêng về cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Thì mình có thể tham khảo thêm với sản phẩm ngày hôm nay. X Niệu Khang là một sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goulet đến từ Thụy Sĩ, và khi về Việt Nam thì cũng đã được các nhà khoa học, các nhà dược học Việt Nam thêm, và đó là Cao Đỗ Trọng và L-carnitine, để có thể giúp cho chúng ta hồi phục được cái chức năng bàng quang, giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Để được tư vấn về sản phẩm thì quý vị có thể liên hệ với số điện thoại miễn cước 1800 6642. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đang có những cái ưu đãi đặc biệt đến từ nhãn hàng, với mong muốn giúp cho bệnh nhân có thể giảm được tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB một cách hiệu quả, tiết kiệm được chi phí. Nhãn hàng X Niệu Khang cũng đang dành tặng ưu đãi mua 5 lọ X Niệu Khang loại 80 viên thì sẽ được tặng thêm 3 hộp X Niệu Khang loại 20 viên nữa. Và chương trình này chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên nhanh tay gọi về 1800 6723 thôi ạ. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn hãy gọi về luôn tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6642 để tìm hiểu kỹ hơn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe X Niệu Khang và tham gia vào chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Tổng đài 1800 6642 chúng tôi lúc này cũng đang nhận được rất nhiều những cuộc gọi đến từ phía quý vị khán giả rồi, và để giúp cho quý vị có thể giải đáp được những cái thắc mắc liên quan đến chứng rối loạn tiểu tiện thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những yêu cầu kết nối tiếp theo của quý vị khán giả. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Tôi bị đi tiểu đêm rất là nhiều. Dạ. Có khi một đêm ấy đi đến 5-6 lần ấy, ban ngày cũng nhiều lắm.
không đến nổi nữa, bởi vì cứ 30 phút đến 1 tiếng là lại muốn đi rồi. Dạ. Cảm giác nó có cái gì như là thúc mình phải đi tiểu ngay ý ạ. Vâng. Nên tôi cũng đi khám ở Hà Nội, người ta chẩn đoán là tôi bị mắc bàng quang tăng hoạt OAMD. Dạ. Thì bác sĩ cũng đã cho thuốc tôi về dùng, nhưng mà mỗi khi tôi uống thì tôi cứ cảm thấy người nó bứt rứt khó chịu lắm. Lại còn thêm cái việc là táo bón rồi là khô miệng nữa. Bác sĩ tư vấn cho tôi với, tôi có nên là dừng thuốc không ạ? Dạ vâng. Xin cảm ơn những thông tin của bác đưa ra. Của bác đã được khám ở một cái nơi mà chuyên ngành như vậy thì khẳng định rằng cái chẩn đoán của bác là chính xác. Điều thứ nhất là như vậy. Về điều trị thuốc ấy, thì có hai loại. Một là thuốc Tây, hai là thuốc ta. Thuốc Tây thì nó có tác dụng rất tốt, nhưng nó có tác dụng phụ, mà cái tác dụng phụ này bác đã biểu hiện trên cơ thể bác khi bác sử dụng cái thuốc Tây này. Cụ thể là bác thấy khô miệng, bác thấy táo bón, vân vân. Tôi khuyên bác là bác nên sử dụng cái thảo dược mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay, cụ thể nó là ích niệu khang. Sử dụng thì nên như này, là bác chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là 10 ngày đầu bác dùng 3 viên buổi sáng, 3 viên buổi tối. Còn lại những ngày từ ngày thứ 11 trở đi thì chỉ cần 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối. Và cái điều cơ bản là dùng liên tục từ 3 cho đến 6 tháng. Ở Hàn Quốc người ta đã có nghiên cứu về cái hiệu quả của cái tác dụng của cái Goles này. Và người ta đạt được một cái kết quả là 96% có tác dụng rất tốt. Ngoài ra ở Việt Nam thì Bộ Y tế đã cấp phép cho việc sử dụng sản phẩm ích niệu khang để điều trị cái trường hợp bàng quang tăng hoạt, cho nên là bác nên sử dụng cái sản phẩm này. Dạ vâng ạ. Hy vọng là cô Hoa khi mà lắng nghe những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì mình có thể yên tâm sử dụng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang. Đây là một sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên nên nó an toàn lành tính, không có tác dụng phụ và nó cũng sẽ giúp cô hỗ trợ để cải thiện được cái tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát hay là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB một cách hiệu quả. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng kiên trì sử dụng sản phẩm từ 3 đến 6 tháng để sản phẩm có thể phát huy được tốt nhất vai trò của nó. Với sản phẩm ích niệu khang là một sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles với chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành. Ngoài ra khi đưa về Việt Nam thì còn được bổ sung vào đó là cao đỗ trọng và L-carnitine để giúp tăng trương lực của cơ bàng quang và cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể hạn chế được cái số lần đi tiểu ban đêm, ban ngày và từ đó cải thiện được tình hình sức khỏe. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm thì cô có thể gọi về tổng đài 1800 6642. Và khi đặt mua 5 hộp ích niệu khang ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng sẽ có cơ hội để được tặng thêm 3 hộp ích niệu khang loại 20 viên nữa, và chương trình khuyến mại này chỉ dành cho 100 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 1800 6642. Thế nên bây giờ quý vị và các bạn hoàn toàn có thể nhanh tay gọi luôn về tổng đài 1800 6642 để tìm hiểu kỹ hơn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang cũng như là đặt mua sản phẩm và tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Và bây giờ thì tổng đài 1800 6642 của chúng tôi vẫn đang liên tiếp nhận được những cuộc gọi đến từ phía quý vị khán giả. Chúng ta sẽ ưu tiên cho những kết nối sớm về cho chương trình để bác sĩ cũng sẽ đưa ra những cái lời khuyên, những cái tư vấn cho từng trường hợp bệnh cụ thể. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với một vị khán giả nữa đang chờ đợi sẵn ở đầu dây bên kia ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Vâng ạ. Xin dạ. Chào MC, xin chào bác sĩ ạ. Dạ xin vâng, chào cô. Cô ơi, cô có thể cho con biết là cô tên là gì, năm nay cô bao nhiêu tuổi và cái vấn đề cô đang băn khoăn cần bác sĩ giải đáp là gì thế ạ? Vâng ạ, tôi là Nguyễn Thị Bình, tôi 53 tuổi, tôi là 50 dạ. ạ. Dạ. Tôi thì chào bác sĩ ạ. Vâng tôi ạ. Thì đang sử dụng cái ích niệu khang thì thấy có kết quả rất là tốt. Tiểu đêm từ 5 đến 6 lần, bây giờ chỉ còn có 1-2 lần thôi. Vâng. Còn ban ngày ấy, thì tôi đỡ tiểu rất là nhiều. Bây giờ tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp là chế độ ăn uống cải thiện tốt hơn nữa. Dạ tôi vâng. Xin cảm ơn bác sĩ đấy ạ. Dạ vâng. Dạ. Trước tiên là chương trình xin cảm ơn bác. Bởi sao? Bởi vì bác đưa ra một cái thông tin rất vui rằng là bác bị cái hội chứng bàng quang tăng OAB và sử dụng cái ích niệu khang đã có hiệu quả rất tốt. Đó là vâng cái ạ. Điều chúng tôi xin chia vui cùng bác. Bác đặt vấn đề rất đúng. Ngoài cái việc sử dụng cái sản phẩm ích niệu khang ra thì người ta nên có thêm một số những cái động tác khác, ví dụ về chế độ ăn, về sinh hoạt như thế nào để cái hiệu quả nó tăng lên. Thì trong đó tôi xin nói bác ba ý chính như sau. Thứ nhất là bác hạn chế ăn những chất kích thích bàng quang. Cụ thể là thế này: không rượu, không bia,
giảm trà, giảm thuốc lá. Đó là cái điều quan trọng. Điều thứ hai là có một cái nhỏ thôi nhưng mà hiệu quả khá lớn, đó là trước khi đi ngủ thì bác nên hạn chế uống nước, thì nó sẽ giảm cái việc đi tiểu về đêm đi. Và cái điều thứ ba nữa là tập như thế nào, thì trong cái tập tành ấy, thì có hai cái biện pháp mà có hiệu quả rất tốt, đó là thế này. Thứ nhất, tập nhịn việc đi tiểu giữa hai lần đi tiểu, bởi nó có một cơ sở về sinh lý học như sau. Sinh lý nó là thế này, người ta chỉ buồn đi tiểu thực sự nếu như cái bàng quang đầy nước tiểu, và để cái bàng quang đầy được nước tiểu thì nó cần trên 3 tiếng đồng hồ. Từ đó nó rút ra một cái chuyện là này, bác nên hạn chế những lần đi tiểu mà ban ngày thì chỉ nên đi tiểu cách nhau khoảng độ ít nhất là trên 3 tiếng đồng hồ. Đó sẽ có hiệu quả rất tốt. Điều thứ hai nữa là bác nên tập một cái bài tập, nó gọi bài tập Kegel. Nó là cái bài tập để cho tác dụng vào cái cơ thắt niệu đạo, thì nó cũng giúp cho cái hiệu quả nó tăng lên được rất nhiều. Ngoài cái chuyện mà bổ sung về chế độ ăn và sinh hoạt ấy, thì bác phải lưu ý, rất lưu ý đến cái liều lượng dùng thuốc. Tôi xin nhắc lại, liều lượng dùng thuốc là như thế này, là trong 10 ngày đầu thì 3 viên buổi sáng, 3 viên buổi tối. Còn từ ngày thứ 11 trở đi thì 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối thôi. Nhưng nhớ cho một điều rằng là mỗi lần dùng ta kéo dài từ 3 cho đến 6 tháng. Hy vọng là qua những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì cô Bình cũng đã có thể hiểu rõ hơn về cái công dụng mà sản phẩm Ích Niệu Khang cũng đã mang lại cho mình, và thêm vào đó một vài những cái lưu ý trong cái ăn uống sinh hoạt hàng ngày để mình cũng có thể thay đổi, và từ đó thì cũng sẽ giảm những cái số lần đi tiểu ban đêm và cải thiện được cái tình hình sức khỏe của mình. Và chương trình cũng rất là vui khi mà nhận được thông tin về cái tình trạng sức khỏe hiện nay của cô sau một cái thời gian mà mình đã sử dụng sản phẩm Ích Niệu Khang, nó đã có những cái chuyển biến tích cực như vậy, thì mình cố gắng tiếp tục duy trì sử dụng sản phẩm để nó có thể phát huy được cái hiệu quả hơn nữa, và để cho những cái chứng rối loạn tiểu tiện tránh quay trở lại khi mà gọi về tổng đài 1800 6642 trong chương trình ngày hôm nay để có thể tư vấn, nhận thêm những cái yêu cầu chia sẻ từ bác sĩ, thì quý vị và các bạn hoàn toàn cũng có thể đặt mua sản phẩm và được cơ hội tham gia vào chương trình ưu đãi đặc biệt. Theo đó, với 100 quý vị khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 1800 6642 để đặt mua 5 lọ Ích Niệu Khang loại 80 viên thì chúng ta cũng sẽ được tặng thêm 3 hộp Ích Niệu Khang loại 20 viên nữa. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí mà lại vẫn có một cái sản phẩm tốt để sử dụng, đúng không ạ? Chính vì thế mà quý vị hãy nhanh tay gọi về 1800 6642. Thưa quý vị và các bạn, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn để có thêm sự đồng cảm với những người cũng đang phải chịu đựng sự dày vò của tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, và đặc biệt là để có thể tìm ra được một giải pháp kiểm soát tốt các chứng rối loạn tiểu tiện một cách hiệu quả, quý vị nhé. Đến Thái Nguyên khi mặt trời vừa mới bắt đầu ló dạng, xuyên qua những ruộng đồng mới bắt đầu vào vụ cấy, chúng tôi tìm đến với căn nhà nhỏ của chú Bế Văn Hính. Cho đến khi con cái ổn định, thành gia lập nghiệp, kinh tế cũng đã không còn khó khăn như trước, thì bệnh tật lại ập đến. 2 năm trước, chú bắt đầu cảm thấy khó chịu, sau đó là tiểu nhiều, tiểu đêm hành hạ. Ngày thì đi tiểu liên tục, thế còn đêm thì từ 3 đến 5 lần. Chỗ này không muốn đi đâu cả, ra ngoài thì đi tiểu nhiều, nếu đi xa không dám đi, chỉ ở nhà quanh quẩn với trong gia đình, trong cái nhà. Thế cho nên thôi phải đi kiểm tra tổng thể. Kết luận bác sĩ là bàng quang tăng hoạt. Qua đau đớn thì đêm hôm thì khó khổ, đau đớn là bệnh tình thì tôi tối là cứ hay đi giải nhiều. Thế đôi khi nó cũng quá mất. Thì đi nhanh ra, mở cửa ra nhanh, trượt chân ngã, lao đầu xuống. Thì lúc đó quá buồn, tôi chỉ mong là tìm được cái loại sản phẩm để chữa khỏi cái bệnh này, để đỡ vất vả cho tôi. Đón chúng tôi ngay từ đầu ngõ với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, chú Hính dường như đã có sinh khí hơn, không còn ủ rột như trước nữa. Giờ đây, căn bệnh bàng quang tăng hoạt OAB không còn làm phiền, số lần đi tiểu đêm giảm xuống, lại còn tiểu thông thoáng. Qua tìm hiểu, sản phẩm Ích Niệu Khang có thành phần Gouret. Tôi uống sản phẩm Ích Niệu Khang này vào thì sức khỏe tôi hồi phục, mà không thấy đau nữa.
mà đi tiểu đã bớt rồi, không đi lại nhiều. Đi tiểu ít thì về ăn ngủ được, người khoan khoái con người ngủ được. Ông nhà tôi là bệnh giảm rất nhiều, coi như là đêm cũng phải không phải đi nhiều lần, ngày thì cũng đỡ, giúp được mọi việc cho gia đình. Bây giờ chú đã có thể tận hưởng cuộc sống, tận hưởng hạnh phúc gia đình, thứ hạnh phúc mà bệnh tật đã cướp đi của chú từ nhiều năm trước. Một ngày mới lại đến trên vùng quê yên bình, và một ngày mới cũng lại đến với cuộc đời của chú Hính. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những yêu cầu kết nối tiếp theo thông qua tổng đài 1806642 của chúng tôi, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề mà vị khán giả đầu dây bên kia đang quan tâm ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Cô tên là Mỹ, cô 65 tuổi, hiện nay cô đang ở Bắc Giang ạ. Dạ. Vâng ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào. Tôi bị tiểu rất nhiều lần vào ban đêm. Vâng. Ban đêm đi tầm độ 10 lần. Tôi cũng đi thử rất nhiều cách rồi, ăn cật lợn này, uống dâu ngô khô này. Thế nhưng mà vẫn không đỡ. Thế là tôi mới quyết định đi khám, thì bác sĩ cho kết quả là cũng bình thường. Chức năng thận thì vẫn không bị viêm nhiễm gì. Dạ. Nhưng mà tôi cũng không biết mình đi tiểu nhiều lần thế là do đâu. Bác sĩ tư vấn giúp cho tôi là xem có phải tôi mắc cái chứng là bàng quang tăng hoạt OAB không. Dạ. Chương trình đang nói về chương trình này, tôi xin bác sĩ tư vấn cho tôi là cách chữa như thế nào. Dạ vâng. Dạ. Tôi xin khẳng định rằng là bác bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì nó có hai nhóm triệu chứng. Một là triệu chứng về lâm sàng. Về lâm sàng ấy, thì người ta chỉ có cái việc đi tiểu nhiều lần thôi. Thế nhưng mà các lần đi tiểu hoàn toàn bình thường. Thì triệu chứng thứ hai là cận lâm sàng. Thì trong cái cận lâm sàng của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì xét nghiệm máu bình thường, xét nghiệm nước tiểu bình thường, các chẩn đoán hình ảnh về hệ tiết niệu cũng bình thường, thì của bác có đầy đủ tất cả. Vì điều trị thì nên như thế nào? Trong cái điều trị hội chứng bàng quang tăng hoạt OB có nghĩa là điều trị cái việc co bóp quá mức của bàng quang ấy, thì người ta thống nhất rằng là điều trị nội khoa là cơ bản. Trong điều trị nội khoa thì tôi khuyên bác là bác nên sử dụng là cái điều trị bằng thảo dược. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì trong cái ích niệu khang ấy thì nó có một cái nhóm gọi là Gowlet được du nhập từ Thụy Sĩ vào, và với cái nhóm Gowlet này thì nó có tác dụng rất tốt trong cái việc điều chỉnh lại cái chức năng bàng quang. Do vậy mà nó làm giảm đi cái việc đi tiểu nhiều lần. Và thêm nữa là thế này, nhóm Gowlet này đồng thời phối hợp với đỗ trọng của L-carnitine thì đã được các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội nghiên cứu và đưa ra một kết luận là 96% những người bị cái việc đi tiểu nhiều lần do hội chứng bàng quang tăng hoạt ở Việt Nam này sử dụng cái nhóm ích niệu khang này thì có cái tác dụng hiệu quả, tác dụng rất tốt lên đến 96%. Và thêm nữa thì cái nhóm ích niệu khang này đã được Bộ Y tế cấp phép để điều trị cho những trường hợp như là của bác. Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô cũng đã gọi về cho chương trình, và qua những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì mình có thể yên tâm sử dụng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống ích niệu khang. Đây là một sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, an toàn lành tính, không có tác dụng phụ và cũng không gây tương tác với những cái loại thuốc khác. Hương Quỳnh cũng xin được thông tin thêm đến quý vị là hơn 600.000 người dùng sản phẩm ích niệu khang cũng đã chia sẻ là sau từ 3 đến 4 tuần thì số lần tiểu đêm sẽ giảm xuống còn 0 đến 1 lần, cả ngày đi tiểu dưới 8 lần, còn sau từ 3 đến 6 tháng sử dụng sản phẩm thì số lần đi tiểu sẽ trở về bình thường, không còn tình trạng tiểu xón, tiểu không kiểm soát và sinh hoạt thì cũng sẽ đi vào nề nếp hơn. Trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng ích niệu khang cũng đã có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 5 tặng 3 dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6642. Theo đó, khi đặt mua 5 hộp ích niệu khang loại 80 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp 20 viên nữa. Và như vậy thì tức là chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được một khoản chi phí mà lại vẫn có một sản phẩm tốt để sử dụng, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khán giả đang chờ đợi đầu dây bên kia. Alo, Hương Quỳnh xin kính chào ạ. Chào bác sĩ, chào chương trình. Dạ, xin chào. Tôi là Cấn, 70 tuổi, dạ, ở Quảng Ninh. Dạ. Chào bác sĩ, tôi bị tiểu nhiều vào ban ngày, vâng, chắc cỡ chục lần gì đó bác sĩ ạ. Vâng. Mỗi lần thấy buồn tiểu là phải đi ngay lập tức, không là ướt quần ngay. Dạ. Lúc đi tiểu thì không buốt hay là khó gì, nói chung là bình thường. Vâng.
căn bệnh này chắc theo tôi cũng 5-6 năm rồi. Vâng. Thế mà tôi xấu hổ lắm, chẳng dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Dạ. Hôm trước ấy, bạn tôi có gọi điện đi gặp hội cựu chiến binh, toàn đồng chí sát cánh chiến đấu năm xưa, cần thiết lắm. Nhưng như đến bệnh tình của tôi đành từ chối. Dạ. Bác sĩ ơi, cái tình trạng của tôi thì cần điều trị như thế nào ạ? Dạ vâng. Với cái lứa tuổi 70 và nam giới ở Việt Nam thì cái tỷ lệ bị cái phi đại tuyến tiền liệt rất cao. Và với cái phi đại tuyến tiền liệt đó thì nó cũng có cái biểu hiện đi tiểu nhiều lần như của bác. Tuy nhiên là nếu mà bị phi đại tuyến tiền liệt ấy, thì nó có cái triệu chứng là tiểu khó. Và của bác thì không có triệu chứng tiểu khó, chỉ có đi tiểu nhiều lần mà thôi. Mặc dù bác có xón tiểu, nhưng mà đó có thể là triệu chứng của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Thế cho nên là bác cần phải được đi siêu âm cái tuyến tiền liệt. Nếu nó bình thường thì có nghĩa rằng bác đang bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vì điều trị thì như thế này, điều trị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ấy, thì người ta điều trị bằng nội khoa là chính. Trong nội khoa thì nó có hai nhóm. Một là điều trị bằng các thuốc Tây. Hai là điều trị bằng thảo dược. Điều trị bằng các thuốc Tây thì hiệu quả đấy. Thế nhưng nó có những cái tác dụng phụ khó chịu. Ví dụ như là khô miệng, ví dụ như là táo bón. Cho nên là tôi khuyên bác nên sử dụng cái sản phẩm thảo dược nó tên là Ích Niệu Khang. Vì sao như vậy? Bởi vì thế này là cái sản phẩm Ích Niệu Khang này thì nó có hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất là Goulet. Goulet thì nó được du nhập từ Thụy Sĩ, của cái hãng Fruitarom của Thụy Sĩ mà đem về. Và trong đó thì nó có hai thành phần chính. Cái thứ nhất là hạt bí đỏ Pepo ở vùng Địa Trung Hải. Với cái phương pháp công nghệ Hyperpure thì người ta chiết xuất ra rất nhiều cái chất nó gọi là phenolic. Với cái phenolic này thì nó có hai tác dụng cơ bản. Một là nó giảm co thắt của bàng quang. Hai là nó ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang. Chính nhờ vậy nó sẽ giảm cái việc đi tiểu nhiều lần của bác. Điều thứ hai nữa là trong cái nhóm Goulet này nó có cái mầm đậu nành. Cái mầm đậu nành này thì nó chiết xuất ra một cái chất gọi là isoflavone. Với cái isoflavone này thì nó có tác dụng là tăng sức dẻo dai của cơ sàn chậu để nâng đỡ bằng quang. Chính nhờ vậy mà làm giảm đi cái việc đi tiểu rất nhiều lần của bác. Ngoài ra các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm đỗ trọng và L-carnitine. Chính vì vậy mà người ta thấy rằng là với sử dụng cái nhóm sản phẩm thảo dược tên là Ích Niệu Khang ấy thì cái hiệu quả đã được chứng minh ở Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội là lên đến 96% có tác dụng tốt. Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn bác cũng đã gọi về cho chương trình. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì mình cũng đã hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình rồi. Và từ đó thì mình cũng có thể tìm ra những cái phương pháp hỗ trợ điều trị tốt đối với những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, bởi vì nó an toàn lành tính, không có tác dụng phụ và nó cũng không tương tác với những cái loại thuốc nếu như mà bác có đang phải sử dụng. Và để phục hồi chức năng bàng quang, giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát cũng như hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Ích Niệu Khang. Ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay, mua 5 lọ Ích Niệu Khang loại 80 viên thì được tặng thêm 3 hộp Ích Niệu Khang loại 20 viên nữa. Chi tiết về công dụng của sản phẩm và chương trình ưu đãi, quý vị vui lòng gọi về tổng đài miễn cước 1800 6642. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khán giả tiếp theo cũng đang chờ đợi để kết nối với bác sĩ ở đầu dây bên kia rồi ạ. Alo, Hương Quỳnh xin kính chào ạ. Dạ. Tôi cứ bị hay đi tiểu một ngày đến 9-10 lần ấy. Vâng. Đêm thì khoảng cũng 2-3 lần thôi. Dạ. Không thấy buốt hay là rát gì, nhưng mà thỉnh thoảng cứ bị đi tiểu xón. Vâng. Nên tiểu nhiều khiến công việc của tôi ảnh hưởng nhiều lắm. Đang họp mà cứ phải chạy ra chạy vào để đi tiểu thì nó phiền hà quá. Dạ. Mà nhiều hôm mới cố nhịn thì nước tiểu nó vẫn chảy ra. Thế tôi được một người bạn giới thiệu dùng thử cái Ích Niệu Khang ấy. Vâng. Thì hôm nay tôi nghe trên chương trình thì cũng thấy nhắc đến. Dạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là dùng cái sản phẩm này như thế nào và có phải kiêng khen gì không ạ? Dạ, Ích Niệu Khang ấy là một cái sản phẩm mới
để điều trị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB, mà cái sản phẩm này mới có ở Việt Nam. Những cái sản phẩm này thì nó có hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất là người ta du nhập từ Thụy Sĩ, cụ thể là từ hãng Frutarom Thụy Sĩ. Người ta đem về một cái nhóm nó gọi là Goulet. Trong cái nhóm Goulet này thì nó có hai thành phần chính. Một là hạt bí đỏ Pepo, hai là mầm đậu nành, có tác dụng rất tốt trong việc giảm cái đi tiểu nhiều lần một cách bất thường của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OB. Ngoài ra thì các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm đỗ trọng và L-carnitine. Chính nhờ vậy mà cái hiệu quả của cái nhóm sản phẩm thảo dược tên là X Niệu Khang ấy thì nó hiệu quả lên đến 96% cho những người bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt và đã được Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội chứng minh là như vậy. Cho nên là tôi khuyên bác là bác nên sử dụng cái nhóm sản phẩm thảo dược mà chúng tôi đang nói có tên là X Niệu Khang với cái liều lượng cần lưu ý đó là chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là trong 10 ngày đầu thì dùng 3 viên buổi sáng, 3 viên buổi tối. Còn giai đoạn 2 từ ngày thứ 11 trở đi thì dùng 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối. Nhưng có điều là dùng liên tục trong từ 3 cho đến 6 tháng thì cái hiệu quả nó mới đạt được một cách là cao nhất ạ. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đưa ra cho cô những cái lời khuyên rồi, thì hy vọng là cùng với cả những cái thông tin này mình cũng có thể yên tâm sử dụng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm X Niệu Khang, tránh cái việc là để cho những cái chứng rối loạn tiểu tiện mà cô đang gặp phải nó có những cái tiến triển nặng hơn, và khi mà mình không hỗ trợ điều trị kịp thời thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc như là cô đã chia sẻ lúc nãy. Thì bây giờ mình hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này, nhưng mà như bác sĩ cũng vừa mới nói rồi ạ, chúng ta cũng sẽ phải cố gắng duy trì sử dụng sản phẩm ít nhất là từ 3 đến 6 tháng để sản phẩm cũng có thể phát huy được tốt nhất vai trò của nó. Và câu chuyện vừa rồi của vị khán giả này cũng là cái thực tế mà hiện nay có rất nhiều người bệnh vì tâm lý có bệnh thì vài tứ phương, và chỉ cần cải thiện được tình hình sức khỏe thôi thì ai mách gì chúng ta cũng sẽ làm theo, ai bảo gì chúng ta cũng uống hay là muốn thử, có thể là nó cũng có thể dẫn đến những cái việc là sử dụng những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ thì làm ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe chúng ta, chứ nó còn không cải thiện được cái tình trạng rối loạn tiểu tiện mà mình đang gặp phải cơ ạ. Và để tránh gặp phải những cái biến chứng hoặc là tác dụng phụ có thể xảy ra trong việc sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoặc là các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ở trên thị trường, thì khi lựa chọn các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe, quý vị và các bạn chúng ta cũng cần phải chú ý lựa chọn những cái sản phẩm có giấy cấp phép của Bộ Y tế này, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, và hơn nữa là có cái nguyên liệu được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Ngoài ra thì mình cũng nên sử dụng những cái sản phẩm đã được kiểm nghiệm an toàn tại các cơ sở y tế uy tín trên cả nước và được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông uy tín. Và trong chương trình ngày hôm nay thì đối với sản phẩm X Niệu Khang là một sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goulet đã được nghiên cứu chứng minh giúp 96,7% người dùng có thể giảm được những cái chứng rối loạn tiểu tiện liên quan đến tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát hay là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này thì quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6642, hoặc là quý vị cũng có thể đặt mua sản phẩm để tham gia vào chương trình ưu đãi đặc biệt mua 5 lọ X Niệu Khang loại 80 viên được tặng thêm 3 hộp X Niệu Khang loại 20 viên nữa quý vị nhé. Nhanh tay gọi về 1800 6642 để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như là tham gia vào chương trình khuyến mại. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tư vấn sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã khép lại. Nếu như quý vị vẫn còn băn khoăn thắc mắc liên quan đến chứng rối loạn tiểu tiện, quý vị có thể gọi về tổng đài 1800 6642. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian đến với chương trình và đưa ra những cái lời khuyên hữu ích đối với quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sản phẩm X Niệu Khang, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phobic đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe X Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB.